đó. Hồi nãy em đi lộn những đường 6C ha. Sau đó xuống đây thì máy nó lại trục trặc. Rồi. Cho nên là mấy bạn tập trung mình học đi ha. Rồi, bây giờ cái bệnh nhiễm HIVS á là một cái bệnh ha là mình đã gặp. Có nghĩa là người ta không cần học về y tế, người ta cũng biết về nó nữa ha. Nhưng tuy nhiên người ta chỉ biết những cái biết sơ sơ là chủ yếu là cái đường lây nó lây như thế nào thôi. Ha, thì bữa nay trong cái chương trình học của bạn á 6 năm thì ở bộ môn nhiễm có giới thiệu với các bạn về cái bệnh nhiễm HIVS. Thì trước tiên mình sẽ có một số cái tài liệu tham khảo á, có nghĩa là cái hướng dẫn của Bộ Y tế về cái việc chẩn đoán và điều trị HIVS. Thì mình có hai cái phiên bản á, 2019 là cái phiên bản sau này là 2021. Thì nó chỉ khác nhau một số cái thuốc điều trị ARV thôi, những cái phần còn lại thì nó giống nhau. Thì tại Việt Nam mình làm việc sẽ theo cái cấp độ của Bộ Y tế ha, tại vì nó có giá trị về pháp lý. Ngoài ra thì nếu các bạn nào mình có hứng thú hơn ha, thì mình có thể đọc những cái tài liệu của nước ngoài, của WHO này ha, của Hiệp hội Lâm sàng VF, hoặc là những sách của Bộ Môn Nhiễm. Các bạn có muốn học không? Nếu mà nó học thì mình về vậy thôi, chứ là sẽ ổn quá à. Nha các bạn, đi năm lớn rồi nha. Anh không có muốn, anh muốn một không khí vui vẻ ha, nhưng mà phải là ổn vậy, nên là mình không có tôn trọng người nói trên đây nha. Rồi, mục tiêu mình đã nói rồi, mình có 6 mục tiêu là nó rất là dài, nó trên là nói không có kịp đâu nha. Thì chủ yếu là sẽ nhấn mạnh vào những cái điểm mà các bạn hơi khó hiểu và những cái điểm nó quan trọng nha. Bản thân các bạn phải đọc thêm về cái bài này vì nó rất là dài. Rồi, thì đầu tiên mình có một số cái thuật ngữ ha. Tức là từ HIV, HIV nó dưới tóc của cái gì? À, nó là Human Immunodeficiency Virus, nó thuộc cái nhóm là Lentivirus. Thì người ta phát hiện cái siêu vi này vào thời điểm nào ha. Thì ngoài ra mình còn có một thuật ngữ là S. Thì trước đây mình hay dùng từ là SIDA đúng không? Tuy nhiên sau này người ta đổi, người ta bỏ rồi ha. Các bạn có biết tại sao người ta bỏ không? Nhớ không? Cái này hồi đó học cấp 2 là được dạy rồi đó. Rồi có nghĩa là cái từ SIDA nó trùng với tên của một cái tổ chức về từ thiện hay là tổ chức y tế gì đó ở Pháp. Hình như mình không, cho nên mình sẽ đổi ha. Thì cái thuật ngữ S này được CDC, nghĩa là Tổ chức Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ đó, người ta đặt tên nó vào năm 1981. Thì vào cái thời điểm này người ta ghi nhận đó là hàng loạt cái trường hợp viêm phổi do Neisseria vaccine ở Mỹ ha. Thì những cái trường hợp này và những cái trường hợp ung thư Kaposi's sarcoma ở New York. Rồi, thì những cái trường hợp này người ta ghi nhận nó có một cái yếu tố, đó là những người đàn ông có quan hệ đồng tính ha. Thì tiếp sau đó người ta ghi nhận những cái trường hợp bệnh tương tự ở những người có truyền gan và truyền máu trước đó. Cho nên cuối cùng người ta đặt ra một cái giả thuyết, à có thể là đây là một cái bệnh, một cái hội chứng nó gây ra bởi một cái bệnh vi sinh vật mà nó lây truyền qua đường máu, đường tình dục. Rồi thì đây là cái lịch sử nha. 1981 người ta ghi nhận hàng loạt ca bệnh lạ ở New York. Rồi 1982 thuật ngữ S ra đời. Đến năm 1983 thì người ta mới phát hiện cái thủ phạm của hội chứng S là cái HIV. Thì năm 1987 AZT là cái thuốc đầu tiên được thử nghiệm ở trên chuột ha, và được chấp nhận để điều trị cho bệnh nhân S. Đến năm 1996 thì người ta phát hiện ra những cái nhóm thuốc khác nữa là protease inhibitor ức chế cái men ly giải. Thì đó là một cái số thuốc ban đầu. Đến năm 2010 mình có một cái gì, mình có Truvada, ở đây ghi là giảm nguy cơ phơi nhiễm HIV, có nghĩa là dự phòng trước phơi nhiễm. Có nghĩa là trước đó người ta chỉ biết cách tìm cách để điều trị thôi. Đến năm 2010 thì các bạn dự phòng luôn. Rồi. Thì trước đây cái chỉ định điều trị của HIV nó cũng giới hạn các bạn. Đến năm 2018 thì phần lớn bệnh nhân của mình chẩn đoán thì sẽ được điều trị ARV. Thì tiếp theo mình đi qua cái phần dịch tễ của cái bệnh này ha. Rồi. Ở đây mình thấy một cái hình bản đồ ha. Thì ở cái vùng mà nó càng đậm á thì cái tỷ lệ mắc của cái bệnh này nó càng nhiều đúng không? Tuy nhiên mình thấy ở cái khu vực Đông Nam Á và Việt Nam mình cái màu nó vàng vàng thôi, có nghĩa là nó không nhiều. Thì cũng không chắc các bạn ha. Có thể là do cái việc mà mình thu thập thông tin, mình báo cáo lên hệ thống y tế nó không có đầy đủ, cho nên là người ta không có update được cái dữ liệu ha. Thì cũng tương tự, ví dụ dễ hiểu là ở trong cái đại dịch Covid thì người ta ghi nhận ca mắc người ta báo cho CDC, CDC tổng hợp mới có số liệu. Còn đối với HIV thì có thể là trước đây mình không
không có làm cái việc đó tốt, cho nên là có thể là số ca mắc nó cao hơn đó, nhưng mình nên nhìn cái màu vàng và nghĩ là mình mắc ít hơn người ta ha. Rồi thì đó là cái số liệu chung ở trên thế giới, tại Việt Nam thì cụ thể như thế nào thì mình thấy là số lượng ca ha, tôi nghĩ ở đây mình ghi nhận là cái trường hợp mà những cái trường hợp mắc đầu tiên á là khoảng năm 93-94 ở Việt Nam bắt đầu có cái bệnh này, thì cái số ca càng ngày nó càng tăng lên và đỉnh điểm vào 2006 ha. Thì những năm sau này nó xu hướng nó giảm đi một xíu, thì do mình biết người ta có hiểu biết một cái bệnh đó và có những cái biện pháp mà dự phòng nó tốt hơn. Rồi thì cái biểu đồ này cho mình thấy là dù theo cái năm nào mình thấy là cái tỷ lệ nam nó cũng chiếm ưu thế hơn so với nữ, nó khoảng 75%. Tuy nhiên mình nhớ là ba nam thì có một nữ, khác thì nam nó chiếm ưu thế hơn. Thế thì cái độ tuổi nào hay nhiễm HIV thì có hai cái độ tuổi các bạn thấy là màu xanh lá cây màu đỏ, màu xanh lá cây là 20-29 ha, và 30-39 thì nó cũng dễ hiểu được ha. Thì đây là cái độ tuổi người ta có hoạt động tình dục ha, người ta ăn chơi sử dụng ma túy vân vân, thì cái tỷ lệ nó mắc cao là dễ hiểu thôi, không có gì khác cả. Tuy nhiên thì cái xu hướng nhiễm HIV ở Việt Nam mình đã có những cái thay đổi trong cái năm gần đây ha. Số ca mắc mới thì nó giảm, nhưng số người nhiễm HIV tích lũy nó lại tăng. Tại sao? Có nghĩa là trước đây người ta được chẩn đoán HIV nhưng người ta không có điều trị, cho nên là chẩn đoán xong rồi vùng một vài năm sau người ta mắc. Còn bây giờ người ta điều trị rất là tốt, cho nên người ta coi nó như một cái bệnh lý mãn tính, có thể điều trị được như tăng huyết áp, tiểu đường. Cho nên là người ta chẩn đoán và người ta vẫn sống trong cộng đồng bình thường ha. Và những người mắc mới mình cứ cộng dồn với số đó vô. Cho nên là cái dòng này nó có một ý nghĩa như vậy ha. Thì mình có hai cái hình thái mà lây truyền chính ha, mà lây truyền qua hệ tình dục không an toàn và cái đường tiêm chích ma túy. Tuy nhiên những năm gần đây thì cái đường qua tình dục nó chiếm ưu thế rồi, cái đối tượng mà lây truyền qua ma túy thì nó giảm rồi ha. Có thể là người ta không muốn chích nữa là chuyển sang hút đó, có nhiều cái giải thuyết đó. Thế là an toàn hơn đúng không? Ở đây có bạn nào hút gì không? Hút thuốc lá điện tử á. Rồi thì mình nhìn thì cái độ tuổi mà nó đang chuyển dời, tức là độ tuổi trẻ là dưới 29 tuổi và phụ nữ có cái xu hướng là mắc càng nhiều hơn đó. Và chủ yếu những cái trường hợp mà nhập viện hiện nay đó, người ta thấy là cái đường lây chính là cái đường quan hệ tình dục không an toàn, và chủ yếu là đối tượng SM, có nghĩa là quan hệ tình dục đồng giới nam, nó càng ngày nó càng nhiều cái tỷ lệ đường lây đó là chính. Còn cái số ca chính là tí không có nhiều, các bạn thực sự không có nhiều. Thì đó là cái phần dịch tễ, có nghĩa là biết là bệnh ở nước mình nó có phổ biến hay không, đối tượng nào, độ tuổi nào và những cái đường lây nào nó chiếm ưu thế ha. Tiếp theo mình đi qua cái phần cơ chế bệnh sinh. Rồi thì cái này các bạn có học ý, các bạn cũng biết ha, từ cái đường lây mình có ba cái đường lây chính là đường máu, đường tình dục và đường từ mẹ sang con. Thì mình nói một xíu về cái đặc điểm siêu vi ha. Thì HIV nó là một cái virus chứa cái bộ gen là RNA kích thước là 9200 nucleotide, thì nó thuộc cái nhóm retrovirus. Retro là gì mấy bạn? Retro không là cổ điển đâu ha, đó là ngược á nha. Rồi có nghĩa là CV của mình nó là cái bộ gen là RNA đúng không, rồi nó sao chép ngược thành DNA để nó hoạt động, sau đó cái DNA được sao chép ngược nó sẽ tích hợp vào bộ gen của tế bào ký chủ, và chủ yếu là tế bào lymph T, là những tế bào miễn dịch trong cơ thể của mình. Rồi thì từ đó nó tổng hợp ra những cái siêu vi mới và nó lây lan vào cơ thể. Lát mình sẽ lấy cái hình mình nó rõ hơn cái chuyện đó. Rồi đây là cái hình nói về cái cấu trúc của siêu vi ha. Thì mình có cái lớp vỏ ngoài, cái vòng tròn màu xám đó ha, thì cái lớp này là một cái màng lipid kép, thì trên đó nó có một cái nguyên là GB160. GB160 thì nó có hai thành phần, đó là cái phần màu đỏ và cái phần màu xanh lá cây ha. Cái phần màu đỏ là CB120, thì cái phần này rất hay được biến các bạn, cho nên là những cái vaccine mà người ta chế tạo á, để phòng ngừa HIV thì nó thất bại, với cái phần này thay đổi liên tục. Cái phần màu xanh lá cây nó xuyên cái màng màu xám thì gọi là CB40 ha. Thì tiếp theo là cái lớp vỏ trong. Lớp vỏ trong thì mình có hai cái, đó là cái hình màu xanh da trời và cái hình màu tím ha. Thì lớp vỏ trong này nó gồm hai cấu tạo, là cái lớp vỏ ngoài hình cầu, tức là cái màu xanh lá cây đó. Thì đây là cái nguyên V18 ha,
Còn cái một tiếng bên trong là B24, thì những cái kháng nguyên này được sử dụng trong việc sản xuất những cái test chẩn đoán ở UN. Rồi, bên trong là phần lõi của siêu vi, nó gồm hai cái phân tử RNA. Thì ở trong đây nó có những cái gen cấu trúc ha, sinh giác là nó liên quan tới cái việc tổng hợp cái lớp vỏ phospholipid, gen polymera liên quan tới cái việc mà sao chép, và cái gen ANV nghĩa là mã hóa ra các protein vỏ. Rồi tiếp theo mình đi qua cái chu trình, cái chu trình nó khá quan trọng ha, thì nó giúp cho mình hiểu được cái thuốc điều trị HIV nó dựa trên đây. Rồi thì đầu tiên đó là virus HIV nó sẽ gắn vào những cụ thể ở trên mạng tế bào lympho, sau đó nó đi vào trong tế bào lympho, thì sau khi đi vào trong tế bào nó sẽ phóng thích cái RNA của nó ra. Rồi cái RNA này nó sẽ được một cái men reverse trong chúng ta ha, nó sau chép ngược thành một cái DNA này, sau đó nó đi vào nhân của tế bào lympho và nó tích hợp vào đây để nó sử dụng, nó mượn cái bộ gen của cái chủ để nó sinh sản. Thì cái bộ gen này nó sẽ tổng hợp ra những cái thành phần mới, đó là cái RNA mới tổng hợp ra cái protein vỏ mới ha, thì sau đó những cái thành phần này được đóng gói lại trong một cái tế bào mới, sau đó tế bào này được phóng thích ra bên ngoài và lây lan cho những cái tế bào xung quanh. Thì dựa trên cái chu trình này người ta có những cái thuốc thực chế, những cái giai đoạn của nó ha, cái này cũng dễ hiểu thôi. Đó là cái chu trình sao chép của siêu vi. Thế thì diễn tiến tự nhiên của một người nhiễm HIV sẽ như thế nào? Rồi, cái hình này ha, thì cái cột hàng ngang trục hoành đó chính là thời gian nhiễm HIV, và cái trục tung nó là số lượng tế bào CD4. Thế thì tại sao mình có được cái hình này? Có nghĩa là trước đây bệnh nhân mình được chẩn đoán HIV từ những năm 80 mấy, các bạn, người ta đã có thuốc điều trị đâu. Sau đó người ta theo dõi bệnh nhân, theo dõi riết người ta mới có cái hình này ha, người ta mới vẽ được. Chứ bây giờ chẩn đoán người ta điều trị hết rồi, cho nên là mình đâu có được cái hình này nữa đâu. Thì các bạn nhìn cái đường màu vàng này nè ha, nó là tải lượng siêu vi, và cái đường màu xanh này là tải lượng CD4. Thì nhìn chung thì cái giai đoạn mà nhiễm HIV nó sẽ có 3 giai đoạn ha. Thì giai đoạn đầu là giai đoạn nhiễm cấp, thì tải lượng vì nó rất là cao, nó kéo dài khoảng vài tháng ha, sau đó nó chuyển sang cái giai đoạn không triệu chứng, xong là giai đoạn ủ bệnh. Thì bệnh nhân của mình có thể là vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn sinh hoạt và chúng ta cũng không có nhận ra được. Tuy nhiên trong thời gian này cái hệ miễn dịch bắt đầu nó suy yếu đi dần dần rồi ha. Thì một khi cái tế bào CD4 nó giảm dưới cái mức là khoảng 500 hoặc là khoảng này, thì người ta bắt đầu có những cái triệu chứng ban đầu, tuy nhiên vẫn chưa có rõ đâu. Thì tiếp theo là bệnh nhân giai đoạn thứ ba là giai đoạn cuối, như là giai đoạn S. Cho nên là khi thời điểm này cái số lượng tế bào CD4 rất là thấp, nó dưới 200, thì bệnh nhân sẽ có những cái nhiễm trùng cơ hội nó bùng phát lên, và đó là cái hoàn cảnh, cái lý do mà người ta chẩn đoán HIV cho bệnh nhân. Rồi các bạn thấy diễn tiến đó là vì diễn tiến của tải lượng siêu vi đúng không? Đây là cái diễn tiến của tế bào CD4 khi một người từ khi họ nhiễm HIV cho đến khi mà cái số lượng tế bào CD4 nó giảm xuống thấp, như là giảm xuống 200, thì nó đâu đó cũng khoảng 8 đến 10 năm đúng không? Cho nên là khi mình tiếp cận bệnh nhân trên lâm sàng mà hỏi bệnh ha, thì họ bị nhiễm một cái bệnh gì đó nhiễm trùng cơ hội giai đoạn 4, nhưng mà mình hỏi lại cái tương lai thì họ nói là họ mới có hành vi nhiễm trùng cơ hội năm rồi, thì mình cũng phải coi lại những khi người ta giấu những chuyện gì đó ha. Tại vì nó không thể nào mà mới có hành vi nguy cơ mới nhiễm một năm mà bây giờ là giai đoạn lâm sàng 4 được, mình hình dung không? Cái chuyện nó trên lâm sàng rất thường gặp nha, cho nên là bệnh nhân phải giấu, hình dung được chưa? Đó. Thì đó là cái diễn tiến điển hình ha. Tuy nhiên thì cũng ít những tình huống nó phù hợp, có nghĩa là sao? Mình có ba cái dạng diễn tiến của bệnh nhân ha, là cái dạng phổ biến nhất bây giờ mình nói là cái đường màu xanh lá cây. Tuy nhiên mình có một cái đường màu vàng nữa các bạn, có nghĩa là những trường hợp này số lượng tế bào CD4 nó giảm rất là nhanh trong vòng dưới 5 năm ha. Và có một cái trường hợp mà diễn tiến chậm là cái đường màu xanh, nó diễn tiến trên 15 năm luôn, nhưng bệnh nhân vẫn chưa đến giai đoạn CD4 ha. Thì những trường hợp nó ít lắm hơn, chủ yếu là cái dạng điển hình là màu xanh lá cây, nó diễn tiến trong vòng khoảng 5 đến khoảng 8 đến 10 năm. Thì đó là cái diễn tiến. Thì lý thuyết thực tế thì làm sao để mình chẩn đoán một trường hợp nhiễm HIV, đó cái này là quan trọng như các bạn ha. Cho nên các bạn là ở đâu đó các bạn có nghi ngờ HIV thì mình làm sao để mình chẩn đoán cho người ta. Thì đây là cái hình lúc nãy ha, nhưng mà thứ hai cái một xíu thì cái đường màu xanh lá cây này, sau khi mình nhiễm HIV thì cơ thể mình sẽ tạo ra những cái kháng thể, thì những cái kháng thể tăng dần thường là sau khoảng 2 đến 3 tháng,
ha. Rồi còn những cái đường màu đỏ màu xanh lục này nó thể hiện cái nguyên của siêu vi ha, đó là ana hoặc là những cái nguyên quả B24. Nếu ana có B24 thì mình chẳng đón hay rơi đó, anh dùng được không? Rồi thế thì mình có rất nhiều cái xét nghiệm để chẩn đoán HIV đó, thì chủ yếu các xét nghiệm miễn dịch men ELISA thì mình tìm kháng thể ngày 1, 2, 3 thì ban đầu người ta sản xuất ra thì cái khả năng phát hiện rất là trễ, là khoảng 50 ngày nghĩa là khoảng 2 tháng sau khi người ta phơi nhiễm mới chẩn đoán được, thì những cái xét nghiệm sau này người ta tiến bộ hơn là có thể phát hiện sớm hơn. Tuy nhiên hiện nay mình thường sử dụng xét nghiệm thứ 24 các bạn, có nghĩa là mình vừa phát hiện được kháng thể và vừa phát hiện luôn được kháng nguyên B24 cho bệnh nhân. Và nó phát hiện khoảng đâu đó 15-20 ngày là nó phát hiện được rồi. Ngoài ra mình còn một cái NAT, có nghĩa là nó tương tự như là cái PCR này các bạn. Thì nó phát hiện cái hoạt chất di truyền của cái siêu vi và cái thời điểm nó phát hiện sớm, khoảng 10 ngày. Thế thì mình có quá nhiều xét nghiệm ha, giờ mình lựa cái này để mình xét nghiệm cho bệnh nhân. Ở đây các bạn nào bị mất máu không? Để ta anh coi. Các bạn có thắc mắc là lượng máu của mình người ta làm gì, xét nghiệm gì không? Đó, thực tế luôn đó. Ha, nó có nhiều xét nghiệm trong đó đó. Ha, thì có xét nghiệm HIV. Thế thì cái bọn đó người ta lựa chọn xét nghiệm HIV này để người ta tầm soát. Thì thực tế nha, cái mẫu máu mà mình khi mình được tiến máu bên bệnh viện thì mới phối hợp, chúng ta làm phối hợp hai xét nghiệm luôn, đó là một cái xét nghiệm kháng thể ha. Rồi thứ hai là một cái xét nghiệm luôn cái NAT ở dưới đây, thì các bạn thấy là cái NAT nó phát hiện rất là sớm ha, tuy nhiên khoảng sau 2 tháng cái đường biểu diễn của nó là nằm ngang, tức là cái khả năng phát hiện nó có cao, nhưng mà những trường hợp mà để càng lâu thì xét nghiệm kháng thể nó càng cao, cho nên là để hạn chế tối đa cái chuyện bỏ sót ha, thì người ta phối hợp cả hai xét nghiệm cho bệnh nhân. Rồi thông tin thì bữa nào các bạn đi xét nghiệm máu đi ha, hỏi người ta làm gì, và nếu người ta có gửi giấy báo đi thì thôi thì giấu đi. Rồi thì đây là một số cái hình minh họa á về cái test nhanh, cái test ELISA. Có một cái xét nghiệm với tên lock nữa, nó mang tính chất lịch sử đó các bạn. Tôi nghĩ là ngày xưa khoảng năm 2010 á, những cái test nhanh của mình các cái này 1-2 đó nó tệ là sao, cái độ điều khiển nó không cao, nó 70% gì thôi, cho nên là người ta sử dụng cái question lock, thì nguyên tắc của nó là điện di nhé, và người ta tìm một lúc 2-3 cái kháng nguyên cùng lúc của CV luôn, nếu nó dương hết cái đó thì cái độ đặc biệt nó rất là cao thì dùng để chẩn đoán. Tuy nhiên ngày xưa ở Việt Nam của mình không có xài question lock, tại vì cái kỹ thuật và cái công sức để làm nó là phức tạp, mình có nhập về ha, kiểu nước ngoài bên Mỹ mới làm thôi. Thì cái thời điểm mà lúc đó mình sử dụng 2-3 cái test nhanh để mình chẩn đoán người ta ha. Thì tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái sai sót ở trong đó, có những cái không làm thì bệnh nhân ha. Rồi đây là một cái minh họa về quá trình lock ha. Thì ở trên đây nó có rất nhiều cái bạch, thì mỗi cái bạch nó tương ứng với lại một cái protein PCB của CV. Thì nếu nó có dương với 2-3 bạch ở trong đây thì nó có ý nghĩa chẩn đoán ha. Thì tùy theo cái quy định ha, đối với lại CDC thì dương với lại 2 trong số 3 kháng nguyên là B24, CV41 hoặc là CV120-140. Đối với thu thì người ta chỉ cần là 2 cái kháng nguyên bỏ nó dương cộng trừ 1 trong 2 cái nhóm ở dưới thì tùy thôi ha. Cái này thì mình tham khảo và thực tế thì nào mình cũng không có sử dụng. Rồi, ở đây là cái hướng dẫn của Bộ Y tế ha, đối với người lớn là trên 18 tháng tuổi, trẻ em trên 18 tháng tuổi. Nó có giá trị pháp lý ha. Rồi. Mẫu xét nghiệm được coi là dương tính với HIV khi có phản ứng với cả 3 loại sinh phẩm có kháng nguyên hoặc là chuẩn bị kháng nguyên khác nhau. Thì thực tế nha, trước khi mình làm xét nghiệm HIV là mình phải tư vấn cho bệnh nhân ha, sau đó mình cho người ta ký đồng thuận luôn đó. Người ta ký mình mới làm, không ký là mình không được làm. Rồi. Thì sau khi làm xét nghiệm xong mình phải tư vấn và trả kết quả cho người ta. Nên cái bước tư vấn rất là quan trọng, có nhiều người chỉ cần nghe một chút dương thôi là không có nghĩ đâu rồi. Thực tế thì mình phải có, cho nên cái chuyện tư vấn rất là quan trọng. Rồi. Thế thì cái câu này có gì khó hiểu không? Dương tính với HIV khi có phản ứng với cả 3 loại sinh phẩm có nguyên lý hoặc chuyển được kháng nguyên khác nhau. Là sao cái câu này nó là sao?
mình có rất nhiều cái kỹ thuật ha, có tết nhanh, có tết đi ra, và mình có rất nhiều cái hãng sản xuất ha. À, theo quy định của Bộ Y tế, mình sẽ có một cái phụ lục, một cái danh mục là những cái tết nhanh, tết đi ra được phép sử dụng ở Việt Nam để chẩn đoán HIV, thì bệnh nhân phải được thực hiện đúng ở trong đó mới được chẩn đoán HIV. Còn những cái xét nghiệm khác sẽ không được công nhận, chẳng hạn như khu Việt Á ví dụ vậy thì cũng được ha. Nói thêm ha, thì cơ sở y tế nào được chẩn đoán HIV? Được, Casper đâu nữa? Mình phải biết ha, có nghĩa là không phải cơ sở y tế nào cũng được quyền chẩn đoán HIV đâu ha. Thì theo em biết là tất cả những bệnh viện cỡ như bệnh viện quận ở thành phố này là được quyền chẩn đoán hết rồi đó nha. Rồi và những bệnh viện lớn thì chắc chắn rồi, còn một số bệnh viện chậm thì không rõ chuyện đó có được không, nhưng cái này là đã quy định rõ ràng nha. Thì đây là một cái ví dụ khác, thì thường cái Bộ Y tế của mình muốn chẩn đoán một bệnh nhân HIV sau 3 test dương, thì trong đó có một test nhanh và hai test ELISA được tính. Các test nhanh của hãng nào hoặc ELISA của hãng nào thì nó phải theo quy định của Bộ Y tế, chứ mình không muốn lấy nào mình lấy của Việt Á vô được chết luôn đó. Rồi. Thì ở trong đây mình có ba xét nghiệm các bạn đó là test nhanh. Nào, bạn nào nói cái đầu tiên tên là có ý kiến thứ đi, nếu có từ điểm thì không? Cái đó là nói cái thứ hai. Rồi, lát lát lại đánh sai, bạn nói cái thứ ba. Rồi, còn lại là không có ý kiến gì hết ha. Thì các bạn nhìn đi ha, cái thứ nhất và cái thứ ba đối với tên máy nè, nó phải Adiket là Cobas 8000, tuy nhiên nó phải là Elisa rồi. Còn cái thứ hai là thủ công là người làm, đâu có tên máy đâu, nó là đích nha. Người ta đốt mẹ một xíu thôi. Đó là mình chẩn đoán một bệnh nhân nhiễm HIV ha. Các bạn cứ nhớ là có 3 cái xét nghiệm dương tính, nhưng mà phải là với cùng một mẫu máu. Hình như không? Chẳng hạn như một số cái bệnh viện quận, người ta làm một cái xét nghiệm HIV bệnh nhân dương tính, sau đó bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện nhiệt đới vì một lý do là bị viêm phổi siêu hấp gì đó. Thì tại thời điểm này mình phải thực hiện lại xét nghiệm đó và hai xét nghiệm ELISA nữa mới được, tại vì nó phải cùng một mẫu máu. Hiểu không? Nếu mà mình chỉ làm thêm hai test ELISA nữa thì nó vẫn chưa thỏa. Quan trọng là phải cùng mẫu máu ha. Tại vì nó có một cái lý do như thế này ha. Có những bệnh nhân mà đi bệnh hoặc khai sinh thông tin của họ, nhưng sau đó cái người lấy máu là người khác, hành động với cháu người á. Và cái chuyện này người ta xem camera sẽ phát hiện luôn. Có nghĩa là người đó có thể họ biết họ bệnh đó, nhưng họ muốn làm một cái gì đó để cuối cùng có mục đích. Và đó mình không có biết ha. Thì nó có đó nha. Cho nên là mình luôn luôn lắng nghe những nghi ngờ tất cả ha. Rồi, đó là cái chẩn đoán. Thế thì mình điều trị như thế nào? Này nó hơi xói nha bạn, ha, chẩn đoán cũng dễ ha. Điều trị ARV ha. Thì mình điều trị làm gì? Mục đích là mình ngăn chặn tối đa và lâu dài cái quá trình nhân lên của HIV và phục hồi cái miễn dịch của bệnh nhân. Thì đó là cái phía bệnh nhân thôi ha, còn về cái phía cộng đồng, có nghĩa là mình hạn chế cái chuyện lây truyền cho những người xung quanh ha. Lây truyền cho bạn tình, lây truyền từ mẹ sang con. Về nguyên tắc điều trị ha, thì trước đây là cái năm trước 2018 đó là bệnh nhân được chỉ định điều trị khi số lượng tế bào CD4 dưới 200. Còn hiện nay thì bệnh nhân chỉ cần được chẩn đoán HIV là được điều trị ngay luôn ha, không cần phải trì hoãn nữa. Tại vì có nhiều lý do bây giờ là người ta thấy là cái việc mà tiếp cận với thuốc ARV nó đơn giản hơn ngày xưa rất là nhiều, thuốc nó tác dụng phụ hơn, thì cái việc mình điều trị sớm để hạn chế cái chuyện mà người ta nhiễm trùng cơ hội ha. Vì một khi đã nhiễm trùng cơ hội rồi thì cái khả năng điều trị người ta cũng tỷ lệ tử vong cũng hơi cao. Rồi thì nguyên tắc là mình phải phối hợp thuốc và ít nhất 3 loại thuốc nha, ít nhất 3, thì có những trường hợp 4 thuốc nữa. Thì người ta gọi đó là cái HAAT là cái gì, nó là viết tắt của cái từ là liệu pháp cái siêu vi thần cao đó ha. Thì ở đây mình có 3 cái phối hợp ha. Các bạn nhìn cái khung của chúng ta là sẽ có 2 thuốc N, 1 N. Ở đây có 2 chữ N nha, anh gọi là 2 N ha. Nó viết tắt cái gì là đứng sao, hoặc là 2 cái thuốc 1 N cộng với 1 cái protein, hoặc là 2 cái 1 N cộng với 1 cái chế men tích hợp. Rồi, điều trị hàng ngày, liên tục suốt đời. Và cái quan trọng nhất đó là mình phải tư vấn điều trị. Tại vì còn lớn bệnh nhân mà uống không điều, họ nản và không uống ha, hoặc là không có tiền để mua thuốc, hình dung được không? Và một số người, một số thuốc nha, có tác dụng phụ, có người bị miễn không, thì người ta sợ tác dụng phụ không uống.
ha, cái chuyện tư vấn đảm bảo tư vấn điều trị là quan trọng nhất. Rồi mình có một số cái bắt đầu cơ bản đây, thì cái 1N nó gồm những cái thuốc gì, nó là cái cụm từ viết tắt thôi, và 2N là viết tắt của những thuốc gì. Thì ở cái 1N mình có cái sirolimus, lamivudine, abacavir, emtricitabine, đó là những thuốc mình thường sử dụng á. Thì trong đó những cái như là sapudin, diazoxin thì mình bỏ rồi, không sử dụng nữa vì nó có nhiều tác dụng phụ quá. Thì trong cái nhóm 2N này, hai thuốc mình sử dụng đó là nevirapine và ecavirine. Thì trong cái nhóm PI, PI là cái gì, là protein inhibitor, là chế cái men protea đó. Thì những thuốc mình hay sử dụng là ritonavir và lopinavir. Trong cái thuốc ức chế men tích hợp là interferon inhibitor, mình có hai cái thuốc khác, thì mình hay sử dụng cái dolutegravir. Còn cái những cái thuốc này mình không sử dụng ở Việt Nam, nếu như sử dụng lắm, nên là khi nào bệnh nhân gọi là kháng thuốc, thì mình bắt đầu kháng thuốc đó, mới sử dụng đó. Rồi. Thì cái hành này tương tự lúc nãy nhá, thì từng cái nhóm thuốc nó sẽ ức chế vào từng cái chu trình sao chép của series. Thì cái này các bạn về nhà các bạn coi kỹ cái chu trình này, nó cũng dễ hiểu thôi. Rồi đầu tiên mình đi qua các phát đồ, phát đồ bậc 1 đúng không? Nếu có phát đồ bậc 1 thì mình sẽ có phát đồ bậc 2, bậc 3 nữa nha. Thì mình làm từng bước thôi. Và thì cái thuốc này người ta đầu tiên người ta phải phân theo tuổi và nhóm tuổi nha. Trẻ sơ sinh, trẻ dưới 10 tuổi và người lớn và trẻ trên 10 tuổi ha. Thì chủ yếu anh nói các bạn là cái phần người lớn ha. Còn cái phần thuốc ở trên các bạn có thể bỏ qua. Rồi thì cái phần đầu tiên nó là cái TDF ha, 3TC. 3TC là gì, là lamivudine đó. Rồi còn như FTC là emtricitabine cộng với lại DTG là dolutegravir. Rồi hoặc là mình thay thế là mình giữ cái TDF này lại ha, mình giữ cái 3TC và mình thế cái dolutegravir là một cái ecavirine. Một cái ví dụ. Tới đây lộn chưa? Nhớ không? Cái tên thuốc anh đọc các bạn cũng có nhớ đúng không? Thì phải chịu khó thôi, tại vì cái slide nó quan trọng nha. Nó sẽ viết tắt cho mình những cái tên thuốc đúng không? Rồi. Thì nếu mình thuộc cái từ đó và cái từ viết tắt thì thôi. Ở đây em chỉ có nói cái liều nha. Ha, thì cái liều của từng viên đó thì thôi luôn đó. Không biết tại mấy bạn thi chứ không có thi. Rồi, nói vậy thôi. Tự hiểu. Rồi. Thì trong khi mình điều trị nha, tức là trước khi mình điều trị và sau khi mình điều trị bệnh nhân, mình phải theo dõi bệnh nhân. Thì thứ nhất mình phải theo dõi về lâm sàng, mình đánh giá là bệnh nhân mình tổng trạng tốt không, có lên ký không, có nhiễm trùng cơ hội, có sốt xít gì không, có bị tác dụng phụ của thuốc hay không. Còn ngoài xét nghiệm mình làm cái gì, có nghĩa là khi mình điều trị bệnh nhân thì mình sẽ kiểm tra tải lượng CV, cho nó ức chế CV chưa, mình sẽ kiểm tra số lượng tế bào CD4 cho nó có hồi phục chưa, hay là mình kiểm tra các cục máu, kiểm tra men gan, kiểm tra rồi tiêm vân vân, vì nó có tác dụng phụ của một số thuốc, có người bị này không, nhưng mà phải kiểm tra. Rồi một nói thêm thì ở đây người ta có xét nghiệm HBAC và HCV, nghĩa là viên B và C. Thì sao? Thì đối với những trường hợp mà những cái bệnh này nó cũng lây truyền qua cái đường tương tự HIV nhé. Và các bạn nhớ là viêm gan C nó lây gấp 10 lần HIV, viêm gan B nó lây gấp 100 lần HIV. Thế là một người mà bị nhiễm HIV thì họ cũng có khả năng mà nhiễm những cái CV khác trong cái lần phơi nhiễm đó, là như vậy không? Thì phải kiểm tra. Tại vì nếu bệnh nhân có nhiễm viêm gan B kèm theo đó, thì cái thuốc điều trị viêm gan B là TDF. Còn như vậy không? Cho nên là trong cái phác đồ mình sẽ giữ, mình sẽ chọn phác đồ là có thuốc TDF nha. Đó. Còn viêm gan C thì điều trị thuốc khác thì tính sao? Rồi thì sau khi điều trị ha, thì nếu bệnh nhân mình hồi phục khỏe mạnh ha, không có vấn đề gì thôi, thì tuy nhiên cũng có một số bệnh nhân họ bị thất bại. Thất bại đây mình có 3 cái thôi, về lâm sàng, thất bại miễn dịch và thất bại về virus. Thất bại về lâm sàng có nghĩa là bệnh nhân sau khi mình điều trị ít nhất 6 tháng nhưng mà bệnh nhân vẫn xuất hiện những cái nhiễm trùng cơ hội. Cái này dễ hiểu ha. Rồi và thất bại miễn dịch có nghĩa là sao? Có nghĩa là số lượng tế bào T4 người ta dưới 200 ha. Kèm theo người ta có thất bại lâm sàng, hoặc là mình điều trị và mình kiểm tra mấy lần luôn mà T4 người ta cứ dưới 100 lên. Thất bại về CV có nghĩa là số lượng mảng sao của người ta trên 1000 mảng cp trên 10 lít, mình kiểm tra mấy lần mà nó cứ trên cái ngưỡng đó hoài.
thì nó có vấn đề. Các cái vấn đề cụ thể là cái gì? Khi là cách mình xử trí một bệnh nhân bị thất bại á, thì các bạn coi thêm. Thì nhìn chung nó có hai lý do khiến người ta thất bại lâm sàng hay là thất bại về miễn dịch. Một là bệnh nhân thường gặp nhất nha, là bệnh nhân không có tumor điều trị, nga không có tiền, hoặc là tác dụng phụ quá nhiều, hoặc là người ta nản hay là bị vấn đề tâm lý hay là không uống thuốc. Đó là những cái chủ yếu ha. Còn cái phần nguyên nhân còn lại có nghĩa là người ta uống thuốc đều, người ta tumor rất tốt nhưng nó vẫn thất bại, có nghĩa là người ta nhiễm cái chủng HIV bị kháng thuốc. Thì bây giờ nó xuất hiện càng ngày càng nhiều ha. Tại vì sao mình có một cái khái niệm là RED, nghĩa là dự phòng trước phơi nhiễm ha. Có nghĩa là trong cái cộng đồng mà MSM người ta biết cái chuyện rất là rõ. Có nghĩa là thay vì người ta sử dụng thuốc ngừa thai thì người ta uống thuốc ARV để người ta hạn chế cái chuyện là lây truyền hay gây nếu có. Thì chính cái việc mà mình sử dụng RED nó cứ ngắt quãng như vậy, nó sẽ khiến cho CV nó tiếp xúc với lại thuốc và gây ra cái chuyện kháng thuốc ha. Cho nên là cái chuyện kháng thuốc thì nó hơi phức tạp một xíu và càng ngày nó càng phổ biến ha. Rồi thì nếu trường hợp thất bại rồi thì sao, thì đỡ phải đọc bậc hai chứ sao, đúng không? Rồi thêm một bánh thuốc nữa. Rồi nếu trường hợp nào các bạn nhìn cái cột đầu tiên thôi ha, người ta đang xài thuốc TDF 3TC Tutorovir, mà nếu nó thất bại thì mình sẽ đổi sang cái AZT ha. Thứ tư là Sirubudin, rồi Lamivudin cộng với một cái là Lopinavir, Ritonavir. Rồi có nghĩa là nguyên tắc của mình là mình sử dụng hai cái thuốc, một N cộng với là một cái nhóm thuốc khác ha. Rồi cái này là ức chế men tích hợp này, Lopinavir nha, còn cái này là ức chế protea nè, còn hai cái này là một N hết. Rồi về nhà từ từ thẳng ha. Rồi tiếp theo là bậc hai, là mình có khối đầu bậc ba nữa các bạn. Rồi tới đây thì khối đầu bậc ba thì nó hơi khó ha. Thì nãy mình nói là mình nguyên tắc điều trị là sử dụng phối hợp thuốc và ít nhất là ba thuốc đúng không? Thì ở thuốc này là đôi khi mình lên tới bốn thuốc rồi này, hình như mình không. Và nếu trường hợp khi mà bệnh nhân sử dụng khối đầu bậc ba là mình thực hiện kiểm tra gen, có nghĩa là xét nghiệm nó chỉ có Pasteur làm thôi ha. Để gửi mẫu máu bệnh nhân qua Pasteur và người ta được chạy xét nghiệm kháng thuốc, người ta tìm những cái sinh vật biến, thì cuối cùng người ta định lượng là chỉ cái những thuốc nào còn nhạy thì bệnh nhân mới được xài thôi. Và nguyên tắc là người ta còn phải phối hợp thuốc ha. Thì cái trường hợp này các bạn có thể bỏ qua ha, các bạn chỉ nhớ thuốc bậc một thôi, cùng lắm thuốc bậc hai ha. Rồi nãy giờ là mình nói về cái việc chẩn đoán dịch tễ ha, diễn tiến lâm sàng, sinh bệnh học, chương trình sao chép và cách chẩn đoán điều trị ban đầu của một người bị HIV như thế nào. Đó là HIV thôi ha. Tuy nhiên các bạn có biết một chuyện đó là phần lớn bệnh nhân HIV nhập viện là vì nhiễm trùng cơ học nha, 80%, và khoảng 50% bệnh nhân nhập viện á là vì người ta bị tác dụng phụ thuốc, thì người ta cần nhập viện để điều trị tác dụng phụ đó và đổi thuốc ha. Rồi cái phần chẩn đoán điều trị dự phòng một số nhiễm trùng cơ hội này á, thì thực sự mấy bạn mà đi học chuyên khoa học tới mấy tuần học chưa xong nữa mà bây giờ anh dạy tới rất nhiều nhiễm trùng cơ hội á, thì nó mang tính chất là giới thiệu từ người xem hoa thôi. Nhưng mà thi thì hỏi thiệt chứ không có từ người xem hoa, thì đó là nghĩa vụ các bạn phải đọc bài thôi ha, đọc thêm. Rồi nãy giờ các bạn thắc mắc gì không? À, nó có nhanh quá không? Thì cái bài nó dài lắm, mình đã đi trễ 15 phút rồi mà bài thì lại dài. Mình có thể dự phòng được ha, cách là mình tầm soát bệnh nhân
và tầm soát bệnh nhân mà và sử dụng những cái xét nghiệm kháng nguyên hoặc kháng reproductive antigen. Thì nếu như bệnh nhân nào đó mình tầm soát mà mình nghi ngờ người ta có nguy cơ nhiễm nấm này thì mình sẽ điều trị dự phòng cho người ta để người ta không bị nhiễm. Thế thì đối tượng nào sẽ được tầm soát? Đó chính là những người có số lượng được trẻ HIV ha, chưa điều trị ARV và có số lượng C4 dưới 200 cũng là giai đoạn F đó ha. Tại vì chưa điều trị thì họ mới có nguy cơ nhiễm, đúng không? Nếu họ điều trị của C4 mà trên 200 thì cái nguy cơ nhiễm cái bệnh này không có ha. Thì những đối tượng này mình sẽ cần tầm soát. Rồi thì đối với những cái người sau khi được tầm soát bằng kết quả hay là một cái xét nghiệm mà kháng nguyên các bạn, nhưng mà xét nghiệm này nó dương tính thì sao? Ở đây người ta ghi một cái dòng là những người có kết quả xét nghiệm reproductive antigen dương tính nên được đánh giá các triệu chứng viêm màng não và xét đặc biệt nó tủy. Là sao? Con này mình hiểu không? Có nghĩa là những người họ mới thường cái tình huống là các những bệnh nhân này mới được chẩn đoán HIV mới phát hiện luôn, thế người ta thử C4 dưới 200, 250 đi ha. Và tại cái thời điểm đó nếu mình điều trị ARV thì khoảng 6 đến 1 năm sau mới lên trên 200, hiểu không? Nó lên liền thì trong cái thời gian đó bệnh nhân mình có nguy cơ những cái nấm này, hiểu chưa? Rồi thế thì người ta sẽ làm cái này, cái nguyên người ta tầm soát ha. Thì trường hợp nó dương tính đó, thì một số trường hợp bệnh nhân họ có biểu hiện lâm sàng, tức là họ hơi đau đầu một xíu ha, chủ yếu là viêm màng não á, bệnh nhân sẽ hơi đau đầu một xíu. Thì nếu cái xét nghiệm này dương thì nó quay ra là cho bệnh nhân mình phải có cái biểu hiện triệu chứng gì mà nó gợi ý bệnh nhân mình bị viêm màng não nặng không, hiểu không? Thì thường triệu chứng của bệnh nhân về nó hơi mơ hồ một xíu, nó không có rõ đâu nha. Thì tại vì cái thuốc mà điều trị viêm màng não nặng nó cũng giống như cái thuốc dự phòng, nó là một thuốc là fluconazole, tuy nhiên cái liều nó sẽ khác nhau. Nếu tại thời điểm đó mình làm cái xét nghiệm kháng nguyên tầm soát nó dương mà bệnh nhân mình bị nhiễm mình bị viêm nấm thực sự rồi đó, nhưng mà mình không phát hiện ra thì mình cho cái thuốc kháng nấm nó vào cái liều nó thấp, cuối cùng bệnh nhân bị kháng thuốc, hiểu chưa? Hiểu con này chưa? Nên là nếu nó tránh nhanh, mình gọi là tránh nhanh đi, tầm soát nó dương đi, thì mình phải loại trừ là bệnh nhân này thực sự là không có viêm nấm và bệnh nhân này chỉ đang có nguy cơ thôi, anh em được chưa? Thì lúc đó mình mới khởi động một dự phòng cái fluconazole cho người ta. Đó, dương tính sau khi đã loại trừ nó nám ha, bằng lâm sàng xét nghiệm, bằng lâm sàng có nghĩa là mình khỏi bệnh đó ha. Còn trường hợp bệnh có bệnh mình nghi ngờ là mình chụp nó tủy luôn. Rồi, cái thuốc điều trị dự phòng là fluconazole ha, thì là tấn công là 800 trong 2 tuần, thì đang củng cố là 400 trong vòng 8 tuần, sau đó duy trì là 200 và mình uống cho đến khi nào? Cứ điều trị duy trì cho người bệnh nhân điều trị ARV ít nhất 1 năm, lâm sàng ổn định nha, C4 trên 100, tải lượng dưới ngưỡng. Rồi, cái thuốc này các bạn học nha, để các bạn thi nè. Ở đây các bạn bị mất cái lỗi á, các bạn thứ nhất là các bạn cho tình huống các bạn chẳng đoán không có đúng như chủng cơ hội. Tình huống thứ hai là các bạn chẳng đoán đúng nhưng các bạn lấy thuốc của ông này và cắm cầm vào kia nha. Tại mình tới năm sáu cái chủng cơ hội là cái thuốc nó gần giống nhau nha, nên các bạn thấy nha. Thì trong cái bệnh này cái thuốc chính là fluconazole. Rồi hồi nãy giờ là mình nói một cái người có nguy cơ nhiễm nấm thôi đúng không? Thế thì một cái người họ đã nhiễm nấm trước thuốc người bệnh ma thực sự rồi thì như thế nào? Thì mình có hai cái nhiễm nấm sàng ha, thứ nhất là nhiễm nấm huyết, thứ hai là có viêm màng não. Nhiễm nấm huyết là bệnh nhân nấm sàng có sốt, có nổi sang xương da ha, sụn hoại tử, có tổn thương trên tiết xương phổi. Rồi thì xét nghiệm là mình sẽ xuống tiết da và mình chọc hút cái mũ hạt đó để mình tìm nấm, mình thấy nó được nấm. Còn nó viêm màng não thì bệnh nhân cũng có đau đầu, mình ói ha, đau đầu ý thức, một số ca co giật, có lòng tê giác. Thì để chẩn đoán là mình sẽ chụp nó tủy, sau đó mình làm soi mình tìm cái phần nào, như là học vi sinh hay là mình sử dụng kháng nguyên ngắm ở trong cái mẫu bệnh phẩm là dịch ở tủy.
nói thêm một xíu về một cái xét nghiệm kháng nguyên nóng ở trong dịch não tủy ha. Thì cái kỹ thuật nó là kỹ thuật LFA các bạn, là cái này nè. LFA nó là kỹ thuật dòng bên ha, lateral flow assay. Thì cái xét nghiệm này nó như thế nào, nó có giá trị tiên đoán âm lên tới 99%. Tại vì cái dịch não tủy ở trong một bệnh nhân bị viêm não nấm á, nó không có điển hình hoặc là nó tương tự như một cái dịch não tủy của một người bị lao màng não, hiểu không? Cho nên là trong trường hợp đó người ta không biết bệnh nhân này cũng sốt, cũng cao đầu, cái dịch não tủy lớn tớn giữa hai bệnh là lao màng não hay là viêm não nấm, người ta không có biết, thì người ta làm cái lời khai này. Nếu nó ăn thì mình có khả năng mình loại trừ viêm não nấm là cao, hiểu không? Đó. Rồi thì khi bệnh nhân mình được cho nó khác cho là nhiễm não huyết hay là viêm não nấm thì mình sẽ điều trị cho người ta. Thì cái thuốc điều trị của mình chính là amphotericin B ha. Ở đây mình có nhiều pháp đồ các bạn, những cái pháp đồ trên hay cái nào nó càng ở trên thì nó càng tốt, làm như không? Tuy nhiên ở Việt Nam mình chỉ có cái hàng thứ ba này thôi ha. Có nghĩa là mình có cái amphotericin B, mình phải phối hợp với lại fluconazole liều tới 1.200 lần các bạn. Bạn nhớ lúc nãy điều tấn công lúc nãy mình có 800 trong vòng 2 tuần không? Nó thấp ha. Còn cái này là tới 1.200 lần trong vòng 2 tuần đó. Cho nên là mình sẽ giờ tấn công mình sẽ phối hợp hai thuốc là amphotericin B và fluconazole liều cao. Sau đó mình chuyển sang giai đoạn củng cố, giai đoạn cắt cái amphotericin B đây, mình chỉ giữ lại cái fluconazole trong vòng 8 tuần. Sau đó mình giảm điều tiết sang giai đoạn duy trì. Rồi, cho mình coi khi nào mình ngưng điều trị duy trì ha. Ở đây rất là cụ thể. Cái này là bạn đã biết đọc chữ là làm được hết à, khi là không thuộc thôi. Thì có một cái biến chứng ở trong viêm màng não nấm lúc của sinh vật máy là tăng áp lực nội sọ. Tôi là bệnh nhân thường đau đầu rất là dữ dội ha. Thì trong trường hợp đó thì một cái cách mà mình điều trị cho người ta đó là mình chụp não tủy, mình lấy dịch não tủy ra bớt. Đây người ta bớt đó là. Và đây lưu ý là mình sẽ không có sử dụng monitor hoặc là corticoid để làm giảm áp lực nội sọ, không khuyến cáo ha. Ví dụ trong những một số bệnh lý mạng kinh bệnh nhân người ta áp lực nội sọ mình sẽ sử dụng monitor, còn trong bệnh này thì không. Thế thì tại thời điểm bệnh nhân nhập viện được chẩn đoán viêm màng não nấm thì mình sẽ điều trị viêm não tấn công bằng cái amphotericin B và cái fluconazole phối hợp, đúng không? Thế thì mình có điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân không? Bây giờ mình chưa nói gì mà, đúng không? Thì ở đây người ta lưu ý là mình không có điều trị liền ha, mà phải cần điều trị sau 4-6 tuần. Ở đây có một cái lý do, có nghĩa là nó có một cái hội chứng viêm của hệ miễn dịch ha. Có nghĩa là thời điểm bệnh nhân nhập viện đó, cái hệ miễn dịch của người ta quá yếu rồi, nó không phản ứng được. Tuy nhiên nếu mình quăng cái ARV vô liền thì hệ miễn dịch của mình nó sẽ hồi phục lại ha. Thì lúc đó thì cơ thể mình nó sẽ phản ứng với lại tác nhân vi sinh vật, thì lúc đó những cái phản ứng viêm nó xảy ra rồi. Trong sàng bệnh nhân sẽ xấu hơn, bệnh nhân sẽ có sốt, đau đầu nhiều hơn. Tại vì nó có vi khuẩn đó, mà cơ thể mình chạm nó buồn đặc của nó rồi, thì nó không có ứng viêm. Hoặc là có phản ứng viêm ít thôi, không chịu người ta nó nhẹ như một chân. Cho nên nếu mình quan cái ARV như lúc này thì nó không có lợi cho bệnh nhân ha. Rồi, cái bệnh nhân tương tự mà tiếp theo là viêm phổi do mucositis gravis là cái bệnh rất là thường gặp khác. Đây là cái tác nhân mà hồi nãy một cái chùm ca đồng tính ở New York đó, thì cái bệnh viêm phổi này nè. Rồi về cái diễn tiến bệnh thì nó bán cấp các bạn. Phần lớn bệnh nhân của mình sẽ nhập viện ở đó 7 đến 10 ngày đó sau khi mình có triệu chứng ha. Tại vì nếu nhẹ thì mình nó bán ngày lâu như vậy. Cái triệu chứng này đôi khi nó cũng không được bị lao các bạn. Sốt, ho khan nhẹ nhẹ gì đó. X quang thì có thể là bình thường mà đúng một kẻ hai bên. Cho nên một bệnh nhân HIV nhập viện vì một cái nhiễm trùng mà như lúc tôi nói ở cái cơ quan nhiễm trùng là cái đường hô hấp á, thì phần lớn là hai cái bệnh, một là lao phổi, hai là HCV. Thì làm sao để mình phân biệt hai cái bệnh này? Nhiều người ta có ho cả đàm thì mình sẽ lấy cái ổ đàm đó mình đi soi tìm lao, đúng không, để mình thấy nó lao cho người ta. Rồi tuy nhiên thì cái mẫu mình có sử dụng ổ đàm để mình tìm cái tác nhân gây bệnh hay không? Không nha. Rồi, thứ nhất có hai lý do ha. Có nghĩa là đây là một cái tác nhân ha, nấm. Bình thường chúng ta
lúc sinh ra chúng ta đã tiếp xúc với lại cái nấm, nhưng mà sinh ra sinh là nó có trong phế quản của một người bình thường luôn, nhưng nó không gây bệnh. Như vậy không? Chỉ những người bị HIV ngày bây giờ chúng ta quá kém nó gây bệnh thôi, bởi vì mình đang gọi nó là nhiễm trùng cực. Nên là trường hợp mà mình có cái đàm hay là có cái phế quản nó ra cái con nấm này á, cũng không có chắc là nó gây bệnh, thì mình phải từ khi nào mình làm giải phẫu bệnh đó, mình thấy cái hình ảnh nó nằm tổn thương cái niêm mạc đường hấp của mình thì mình mới nói được là nó gây bệnh. Vậy thì chẳng nói nó khó quá đúng không? Đâu có ai mà tự nhiên ta chỉ hơi thở oxy chiếu thôi mà vô mình đè lại cái quản rồi sau đó mình nội soi cái quản là làm giải phẫu bệnh, nó không ai làm chuyện đó đó. Cho nên là người ta kêu một câu là chẳng đoán thì cứ dựa vào lâm sàng đáp ứng với điều trị thử. Thì cái thuốc điều trị của mình là cotrimoxazole, cotrim đó. Rồi phác đồ cột tiên ha, có nghĩa là mình sử dụng cotrim và cái liều là nó theo cái TMB là trimethoprim là 15 đến 20 mg ký một ngày, chia làm 3 lần trong vòng 3 tuần. Các thì thường các nhớ thường thường hay như ba đó. Rồi phác đồ thay thế là những người bị dị ứng ha, thì trong cotrim này nó là hai thuốc phối hợp nha. Thì thường nó giữ cái thành phần là sulfamethoxazole này nè, thì mình sẽ chuyển về cái phác đồ là phối hợp giữa cái remagen và cái clindamycin ha. Cái remagen này sử dụng trong điều trị stress đó nha. Rồi cái liều nó sẽ khác nha, và cái số ngày sử dụng nó sẽ khác một xíu. Trong trường hợp bệnh nhân bị siêu cấp nha, có nghĩa là những bệnh nhân viêm phổi UCD á, có nghĩa là chỉ có sốt, có ho khan, có không, hoặc là ho đàm tùy. Sốt với ho đàm thôi, nhưng mà nó siêu cấp gì hết, mình cứ điều trị của tim đơn thuần như người ta. Tuy nhiên có một số trường hợp mà siêu cấp luôn, viêm phổi mà không có nặng mà siêu cấp, có nghĩa là SP là dưới 90 ha, thì mình sẽ phối hợp thêm cái việc điều trị resmetirom ho đàm, nghĩa là tập trực tiếp cho bệnh nhân chỉ định ha. Tại vì sao vậy? Có nghĩa là trong trường hợp người ta bị cái nhiễm cái nấm này đó, khi mà mình điều trị cái thuốc cotrim mình quăng vô ha, mình cho bệnh nhân uống nha, thì cái thuốc cotrim này nó tấn công tế bào nấm ha, thì tế bào nấm nó bị di giải và nó không thích ra những cái chất gây viêm ha, những cái tình trạng của bệnh nhân nặng hơn ha, cho nên là mình có thể cái này để giảm ứng viêm cho người ta ha. Cũng có thể là do người ta bỏ nhiễm ha, một người mà bị viêm phổi hoặc người hết á, không phải là chỉ có thể bị đơn thuần là cái nấm này đâu, nó có thể bị một cái con vi khuẩn khác kèm theo, nha, vừa nấm vừa vi khuẩn, vừa nấm vừa siêu vi hoặc là cả ba con đều được, hoặc là vừa nấm vừa lao nhiễm được, nha, có nhiều tình huống lắm. Thì các bạn chỉ nhớ là nếu một người bị viêm phổi VCV, nha, mình nghi VCV mà nếu có siêu hấp thì mình nên phối hợp thêm tập huyết cho người ta. Sau đó mình sẽ chuyển cái điều trị duy trì, nha, cũng là cái thuốc cột tiêm này thôi, nhưng cái liều nó sẽ khác hết, có nghĩa là thường là một viên 960g một lần một ngày đó, rồi uống kéo dài đến 12 tháng ha. Rồi, nãy giờ mình đi qua hai cái nhiễm trùng cơ hội rồi đúng không? Bây giờ mình còn mấy cái nhiễm trùng cơ hội nữa ta? Còn 2-3 cái nữa đó.